Nhung có đang xem không? Lệch thì hộ, lệch Bronia cho em ok luôn. À bây giờ có cần tâm linh gì đấy không anh em? Mình có chơi tí tâm linh không? Nhung có yêu cầu anh đi đến đâu không? Hay đứng đây anh run luôn. Lại là Nhung đây. Nhung rất nhiều tiền. Cấp 60 rồi. 11.900. À lấy thư đã. Hôm nay rút kinh nghiệm là sẽ không roll nhầm sang banner vũ khí nữa nhá. 5 này. 5 trang rồi. 5525. Anh triển khai nhá. Black phát. Nhung sẵn sàng chưa? Anh thì lùn quá. 25 rồi đúng không? 25. 35. Bốn năm. Năm năm này. Sáu năm này. Ôi, phát này khả năng nổ này, sói bạc cho Nhung nhá. Ây à, run thế nhờ, 75 này, 75 có khả năng nổ được. Vẫn chưa. Như vậy thì hai con được không? 85 này. Có khi là phát đầu tiên nổ luôn. 50%, sói bạc. Chúc mừng Nhung. Bảy sáu. Ui, lệch thì lệch cho em Bronia. Ừ thì lệch Bronia rồi em ạ. Nhưng mà không được sói bạc rồi. À ừ, quên nhạc nhờ. Giờ sao em? Tiếp không? Anh em chờ mình tí nhé, thiếu anh em ạ, thiếu tiết mục quan trọng. Music. Anh bật hack rồi đấy. Giờ sao em, tiếp không? Bây giờ theo anh thấy là trong cửa hàng đổi được. Rồi. 5 phát. Tiếp nhá. Bây giờ khoảng x10, x20 gì đấy là ra. Vé nào. Chưa đủ kìa. Chỉ cần lóe sáng một phát là chắc chắn có rồi. 20. Nhạc lên. Chưa có này. Hết rồi mà. Hết rồi em ạ. Theo anh thì vẫn đổi được nữa. Tiếp nhá. Anh biết là Nhung kiểu gì cũng cố gắng mà, đúng không? Anh cố gắng nốt vậy. Có chú hack mà tự sói bạc lick hai chỗ nào em? Tôi xanh thì để cho bạn này roll được.
cũng được rồi, được khoảng 30 nhái gì đấy rồi, vẫn chưa ra anh em ạ. Anh thoát nhá. Bologna thì nói chung là cũng ngon đúng không? Sói bạc thì bây giờ chỉ cần nạp tiền vào là có thôi, còn Bologna thì phải hên mới lấy được. Hoàng Lộc bảo X10 là ra anh ạ. Ok. Lộc có đang xem không? Uống nước đi em. Em thấy nhung chưa? Em sẵn sàng chưa em? Mình chơi game không bao giờ được hên anh em ạ. Bây giờ mình muốn mình 30 đô đổ sống mạc cũng được không? X10 là ra. Anh quất luôn này. Nhưng mà có bảo hiểm chưa? Chơi nha anh em. Bốn, năm, sáu này, bảy vẫn chưa ra này, tám vẫn chưa ra này, chín vẫn chưa ra này. Em tính chuẩn đấy. Uầy, chúc mừng em nhá. Để xem lịch sử có bảo hiểm không nào. Xì lê không có bảo hiểm anh em ạ. Chúc mừng em nhé. Anh vào nick của anh trước nhé. Mô phỏng cho thêm đá hả? Tức là bây giờ vào nhận hay là phải hoàn thành nữa? Rồi, triển khai thôi. Ba tư cộng với 1600 nó thành 44 rồi. Lịch sử của mình này. Một phát 44 anh em ơi. X10 nổ luôn. Nổ đi nào. Xin một lần nổ sớm nào. 10 không có. Không có gì đâu anh em ơi. Hết rồi anh em ạ. Chưa nổ được. Tí nữa phải nạp thêm tí tiền rồi. Bây giờ phải nạp mấy tiền thì mấy rôn đủ nhờ? Mấy rôn đủ để nổ nhờ? 700 được không? 700 được 4.000 à? 4.000 thì bao nhiêu rôn nhờ? 1.060 rôn. 3.200 là 20 rôn. 25 rôn à? 700kx2 được có 25 rôn. Tốn kém nhờ? Mà chưa chắc là có trúng không? Đúng là chơi game gacha tốn thật. 25 rôn chưa chắc nổ được em ạ. Tại vì lúc nãy mới được tầm khoảng 3-40 rôn. 3-40 rôn mà cộng với 25 65 chưa đủ. Chào Đình Thành nhá. 2.2 triệu được 50 rôn hả anh em? À đâu, 2.2 triệu được nhiều mà. Bán mình cho tư bản rồi anh em ơi. Anh em chờ mình tí nhá. Anh à, sót tiền quá. Đừng có lệch nhá. Bây giờ mà lệch có khi còn chưa ra được anh em ạ.
Bây giờ mà lệch có khi còn chưa nổ được, chưa ra được sói bạc ấy. Tại vì 2 triệu 2 được tầm 80 ron, mà mình ron tầm mới có 40 ron. Nếu mà lệch thì chắc là mình phải dừng lại, mình suy nghĩ ra có nên ron tiếp không hay là dừng tay. Rồi 13.000 triển khai anh em ơi, x10 nhá. Khả năng là lần thứ 40 mới nổ được. À nổ rồi. Rút thế. Ái chà, 1 2. Hôm nay lệch hơi nhiều là mình cũng run. 3. Ui, may quá. Thử vào rồi. Thử vào rồi anh em ơi. Còn 8k. Máy quá anh em ạ. Căng thẳng quá. Ví dụ mà mình chơi kiểu tích nhanh em ấy thì mình không run. Tại vì mình nạp thì mình cần nó phải hên một tí anh em ạ. Mất tiền mà. Tiếp tục thì mình thấy sói bạc khá là ngon nên là mình đã qua nick phụ để mình cố gắng mình roll luôn. Thì nick phụ của mình hiện tại là mình chưa nổ một con banner giới hạn, một con 5 sao giới hạn nào. Do đó thì mình chỉ cần x10 hoặc là x20 gì đấy là sẽ nổ. Chưa có bảo hiểm anh em nhé, hy vọng là sẽ được sói bạc này. Chưa có ạ. Ok. Cố gắng nào, nick chính thì có sói bạc rồi, nick phụ nào. Chưa có. 5 phát rồi, 6 phát rồi, 7 phát rồi, 8 phát rồi. Ui, được. Ngon quá. Thì nick này bây giờ mình chưa cày nhiều nha bạn, nhưng mà mình thấy là sói bạc nó có xu hướng trong tương lai rất là tốt nên là mình cố gắng mình roll trước, mình chơi. Của Triết này, em đăng ký gacha sói bạc, ok anh hiểu rồi. 10.000. 4 trang à, 20. Quất luôn em nhá. 20 à? Dùng lại thì nó đè cái điểm yếu cũ hả? Ok. Thế thì có thể lúc nãy mình gacha nó ấy rồi. Gacha nó vẫn ra cái ấy rồi, cái lưng tử rồi. Uầy. Nổ luôn này anh em không để ý ấy. Nổ luôn rồi. Lệch rồi em ạ. 20 như vậy là 30 phát nổ luôn. Có bảo hiểm, bây giờ anh đôn tiếp nhá. Đang ngồi nói chuyện anh em quá. Nổ luôn rồi. Giống Nhung ấy nhờ, đứng đây toàn lệch nhờ. Anh tiếp nhá. Nói chung mình lệch sớm nó cũng phải là không phải là quá đen anh em ạ. Mười. 20. Ui, em hên quá. Anh roll nhiều như thế mà không được nhờ. Hên quá anh em ạ. 20 phát nổ tiếp. Thế là xong rồi. Mấy hôm nay anh ít khi anh chơi lắm Hùng ạ. Chưa chơi được.
Ây à. Sướng thế, vẫn còn 6.000. 6.000 đấy sao? Này phải chuyển sang cho anh 3.000 đấy mà. Phải chuyển sang cho anh sang 3.000. Giờ sao? Dừng nhá, hay sao? Trả lời đi em. Chơi hên này. Phải trích cái 3.000 ở đây chuyển cho mình anh em nhờ. Tiếp đâu? Làm phát X10 vũ khí đi anh, ok. Không có em ạ. Dừng không? Thôi anh dừng nhá. Theo anh thì đang hên này để đánh sao đi. Hôm sau roll Lucha. Lucha cũng được ấy. Hên quá anh em ạ. 20 phát một con. Chơi game dễ thế nhở. Đến là hiển nhá. Sướng quá. Vừa nổ sớm này. 40 roll 2 con. Có nhiều tài nguyên. Để tích cho Lucha. Đúng chơi game sướng nhở. Bạn ấy bảo là sắp nổ rồi. Ôi. X10 nổ luôn. Không cần nói gì nhiều. Hoàng Tiếp đã tặng một gói hội viên của ANDZ. Nhật ra chúng luôn. Ok chết nhá. Hai con cho em, một con Bronia, một con sói bạc. Ui, bãi lư. Thật ra thời điểm bây giờ thì bãi lư nó cũng không phải là tệ anh em ạ. Nhưng lệch mất rồi em ạ. Em có bãi lư chưa? Đi rồi em ơi. Bây giờ mà có bãi lư ấy thì có thể là cái tài nguyên bây giờ mình có thể all in hết vào sói bạc để mình lấy sói bạc. Rồi sắp tới thì mình không cần phải lấy lâu cha nữa. Nó không phải là quá tệ anh em nhá. Anh tiếp nhá. Anh tiếp này. Hình như cái nick này lần trước anh roll hên hay sao ấy, nên là bây giờ còn nhiều tài nguyên. À đổi rồi. Hoàng Tiết donate cho anh 50.000. Thank you em nhá. Do anh hên quá đúng không? Yêu anh à, cảm ơn em. Vũ trụ mô phỏng thì chủ yếu nick của ai thì các bạn vào nhận thôi. Tại vì anh nhận cho mọi người thì cũng lâu, mất thời gian. Hết rồi em ạ. Nhưng mà theo anh thì có lẽ nó cũng không phải là quá tệ đâu. Cái giai đoạn đầu game thì nếu mà lệch bay lư thì nó khá là ngon. Tại vì mọi người đi sảnh đường nó tốt. Gian Ních Nguyễn cho em một sói bạc 1 tấn. Còn nếu mà lệch thì cho em một Himeko với 1 tấn Himeko. Ok anh cố gắng vậy. AR45.
125 run. Căng nhờ. Ai được 45 mà để anh xem nào. Nhân vật có Sile chưa? Chưa có gì hết. Mà lấy sát mạc hả? Em nhìn từ đầu game bây giờ giao hết cho anh. Em nói là anh run quá. Hai trang, 10 phát. Được rồi, để anh thôi. Hai mươi. Ba mươi. Bốn mươi. Thật ra mới nick mới quá mà lấy số bạc thì có vẻ nó chưa ngon cho lắm nhỉ. 50 đúng không? Sáu mươi. Bảy mươi. Có vẻ như là lần thứ 80 rồi thì phải, mình đếm nhầm hay sao ấy. Bảy mốt, bảy hai, bảy ba, bảy tư, bảy năm, bảy sáu này, sáu bạc này, chưa, bảy bảy, bảy tám, phải không? Ui, chúc mừng em nhá. Như vậy là niềm tin đặt đúng người đúng không? Bây giờ em cần lấy trấn hả? Ok luôn, trấn thì 75% cơ mà. Sao phải run anh em nhờ? Mười. Có nhật nhá. 20. Ba mươi này. 40 nổ luôn. À, mình chưa check lịch sử nhà, quên mất chưa check lịch sử nha bạn. Phải không? Su sao? Ui, làm sao mà lệch được anh em, 75% cơ mà. Chúc mừng em nhé. À, check rồi, như vậy là 40 lần lần ra rồi. 40 lần ra rồi. Hết nhờ. Vẫn còn 25 roll. Sao mọi người chơi game được dễ thế? Mình chơi cứ phải nạp tiền thôi. Ok Nam nhá. Bạn ấy bảo là bạn ấy chưa bao giờ win được 50-50 ở hai game, nên là bây giờ cần mình vào để giải cái lời nguyền đấy. Thường này có một số nick cái lời nguyền nó mạnh quá, mình vào nick mình roll mình bị ám luôn. Tiêu biểu là cái nick của bạn Đạt Mona. 24 roll. Như vậy là 65 rồi anh em. X10 là nổ đúng không? Bạn ấy hy vọng là anh có thể giải được cho em cái lời nguyền. 75 chưa ra này. Bây giờ không những là anh giải lời nguyền mà anh còn X2 cho em. Cố lên nào. Nhạc lên rồi. Chúc mừng Nam nhá. Chưa nổ. 78, 79, 80. Ui, anh không giải được em ạ. Brunia thậm chí là tinh hồn 1 cơ. Đi rồi em ơi. Đi rồi em ạ. Anh cũng đi em ạ. Thật ra Brunia thì tinh hồn 1 nó cũng ngon đúng không? Anh đi rồi.
Để anh cố nốt nhá, để xem có được không. Hết rồi em ạ. Người tiếp theo nào. Nói chung nãy giờ mình lệch, mặc dù là mình lệch nhưng mà mình lệch cũng toàn mấy con kiểu không phải quá tệ mọi người ạ. Bay lư với Bronia. Bronia thì mình thấy là cái tinh hồn của nó cũng khá là ngon. Anh vào nick của Nhật nhá. Bùa anh dùng em à, là sao em? Thế anh phải làm sao đây? Hai ba. Hai ba nè. Ba ba nhá. Có khi là nổ được ấy nhờ. Không, vẫn chưa nổ được, chưa đủ 75. 43 này. Năm ba, sáu ba. Năm ba rồi. Sáu ba. Vẫn thiếu một tí rồi em ạ. Thiếu khoảng vài nháy nữa rồi. Không đủ rồi em ạ. Không nổ sớm được. Hết rồi. Vô trung mong phỏng, nhưng mà bây giờ anh vào anh nhận từng cái thì nó lâu quá. Anh đoán là vẫn còn tầm khoảng 7-8 nháy nữa thì mới đủ đến lần thứ 75 thì nó mới nổ được. Ác của anh nhận rồi Hùng à. Này anh rôn rồi mà. Hết rồi em ạ. Không nổ sớm được. Như vậy là hôm nay nick của mình này, nick của Nhật ra không thể nổ sớm được. Không nổ được em ạ. Anh vào nick của Lộc nhá. Cho em biết mùi nổ sớm đi anh. Ok. 35 nháy à. Nói chung là cái tầm này mọi người không có nhiều roll được. Thôi thì ít nháy mình roll được xem có may không. 35 nháy. Hai chục. Khó nhờ. Khó nổ sớm thật. Vẫn thiếu một nháy ạ. À đây. Ui nhận rồi. Hết rồi. Còn 9 nháy lẻ à. Thôi. Quẩy nốt nhá. Vũ trụ mô phỏng thì mọi người vào nhận thôi.
Mình nhận nó lâu lâu lắm. Không được rồi. Khi mà run xong hết cho mọi người thì mình sẽ vào nạp, mình run nốt anh em nhé, để xem có ra được sói bạc không. Hy vọng là ra được. Hết rồi em ạ. Cho em một lần nổ sớm nhưng mà không được rồi. Uầy, 100 run. Căng nhờ. Hai trang 10 phát 100 run. Đường 20 này. Ba mươi này. Bốn mươi này. Nghe có mùi quá anh em ơi. Nghe có mùi rồi. Năm mươi này. Sáu mươi. Bảy mươi. Chưa ra được đâu. Phát này mình ra này. Run thế nhờ. Tiêu hơi nhiều vào đây. Tiêu hơi nhiều. Tám mươi. Bảy mốt này. Bảy hai. 73, 74, 75 bắt đầu có này. 76 này, chưa có. 77 này. 78 này. Ui, toang rồi em ạ. Mình đã ngửi có mùi rồi. Còn tinh hồn nữa cơ. Tức là con này có rồi. Ai chà. Đi rồi em ạ. Giờ sao hả Thái? Còn 5.000. Tốn máu quá mà lệch. Thà lệch, lệch sớm còn được. Thôi cố gắng nhá. Khô máu này. Cảm giác run đến lần thứ 80 sau đấy mới nổ nhờ. Đau đớn thật. 20. Chưa ra được rồi. 30 rồi. Cái này là anh đổi hay là anh giữ đây? Chưa nổ được. Hôm nay lệch nhiều thật. Hôm nay lệch khá nhiều anh em ạ. Hai con Bronia. Một con gian trinh, con gian trinh nhưng mà con gian trinh là hên.
một con gepard. Hết rồi em ạ. Không còn gì nữa rồi. Anh thoát nhá. Như vậy là ra về tay trắng rồi. Lấy được một con, nhưng mà con này nó có rồi. Con này có rồi, lấy được hơi phí. Mặc dù là tinh hồn cũng ok. Nick của Thái đen quá. Chia buồn với em nhá. Mất nhiều roll mà lệch. X10 nổ luôn. Chúc mừng em nhá. Hình như là chưa nổi nhá mà. 13 trang là 65, 65 thì chưa chắc là nổ được. X10 phát nữa nhá. Sói bạc nào, hôm nay mới được có mấy con sói bạc ạ. Ui, lại tạch rồi. Tạch hết rồi anh em ạ. Đi rồi em ơi. Hai con Gepard, hai con Bronia. Một con Bailu, một con Gian Trinh. Mới. Bãi lư có rồi. Để pass à. Đi rồi em ạ. Anh em cùng nhau ra đảo hết rồi. Thật ra cái nick này ghép pass thì nếu mà đi sảnh đường tầng cao thì vẫn cần, nhưng mà có sói bạc thì nó ok hơn. Toang rồi. Banner trước thì tương đối là hên, nhưng mà banner này đen nhờ. Chia buồn với Tuấn Anh nhá. Mình biết vì sao lệch rồi. Vì cái banner trước mình chơi tâm linh, banner này mình không chơi. Rồi, mình roll nick của Sơn này. Hôm nay là nhiều anh em toàn ra đảo thôi. Không biết là Sơn có ra đảo không. Ôi, lại nạp giống mình rồi. 2.2 triệu. 2.2 triệu. Ôi, mới có 9 roll. Mới có 9 roll. Căng thế nhờ. Nếu mà đen thì vẫn có thể không ra được. Quất nốt anh em nhá. Quất nốt rồi nghỉ nhá. Mười chín này. Hai chín này. Ba chín này. Nam thì đừng lệch. Đúng rồi. Nổ sớm đi. Lệch nhưng mà nổ sớm ấy. 49 này. Nó cứ ra muộn thấy run quá. 59 này. Công nhận là game gacha chơi tốn nhờ. Nạp 2.2 triệu chưa chắc chắn lấy được. Phải hên mới lấy được. 69 hả anh em? Anh em chờ mình tí nhá. Pha này là 79 đúng không?
Pha này nổ rồi. Ây à, đùn thế. Nổ muộn quá. Bảy mươi, bảy mốt, bảy hai, ui, đi rồi anh em ạ, đi rồi, hình như 82 sao ấy chứ, đi rồi Sơn ạ, còn cơ hội không? Còn cơ hội không? Hết chưa? Hết rồi. Lệch cái con Himeko. Không lệch con nào lệch con Himeko. Bay lưu có rồi. Tiếp nhá. Trúng 3 lần không lệch. Thế mà không roll tiếp này, gửi cho mình roll. Hôm nay mình roll hơi đen. Hôm nay đen nhỉ? Toàn lệch thôi ạ. Đi một sải rồi. Cảm giác nạp tiền vào run nó run lắm. Lúc nãy mình thế. Hết rồi. Thật ra thì nick của Sơn có bay lưu rồi, thì trong cái nửa đầu phiên bản này có thể cày sự kiện các kiểu để cố gắng all in lấy con sói bạc luôn cũng được. Tại vì lâu cha thì có bay lưu hai hưu rồi, chơi được rồi, có cả khiên luôn. Himeko. Thôi chắc là mình nghỉ anh em nhé, tại vì hôm nay chơi cũng nhiều rồi. Không có sói bạc rồi. Cái ảnh nhìn đẹp thế. Mình nghỉ mọi người nhá. Mình nghỉ rồi, mình ăn cơm mà chưa có gì mình test sau vậy.